Hello nha anh em. Hôm nay Thanh lên bán một số đồ nghề Nhật Bản nha anh em cô chú bác. Có cái gì bán cái đó ha. Bên mình nhớ là ship code và chuyển khoản. Anh em cô chú bác nào chuyển khoản trước mình bao phí vận chuyển. Còn ship code nhận hàng trả tiền thì cô chú bác anh chị em trả thêm phí vận chuyển cho bên bưu cục giúp mình. Khách hàng lần đầu tiên mua hàng bên shop thì xin vui lòng chuyển khoản giùm mình ha. Và mình sẽ lên mã sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay. Mã đầu tiên của ngày hôm nay là mã B1. Nên mình không có làm kịp thời gian đó nè, đổ cái gì mình lựa sao ha. Các anh em thông cảm thôi, mình bán cây cạo có một cây ha. Cái này mình nói gì là 27 ha, cái này nó mở ngàm là 2 tấc, mình mở xuống vậy nè, mình dặn vô gì nữa là được 2 tấc ha. Đó, mình nói gì là 2 tấc, lọt lòng là nó rộng hơn cái mấy cây mình thường bán. Cái này lộn lộn nó đến 12 lần ha. Có 1 cây thôi mà hình còn cũng tương đối ha. Đó, có ố về chỗ thôi, hàng bãi thì nó vậy. Bán 200 ha, nó hàng B1. Nó hàng B2. Mình bán cái này mình có 1 cặp ha. Này cạo ép. Cái này cặp này nó nặng 2 ký mấy á. Cái này mình đo dài hết thì nó khoảng 13 thôi. Cái này thì mình kẹp cái lực lớn nữa nè, cái thép nó rất là dày ha. Đó. Cái này thì đo gì nó 15 nè ha. Dặn thêm xuống chút nữa 15. Cái này nó của lớp tơ đó, thép nó rất là dày, nhiều khi mình kẹp cái lực lớn thì được. Nên thấy nó vậy tới 10 ly mấy rồi, 10 ly 4 rồi. Cái này nó của Lotter đó, mình có đựng cặp. Nó xài cái tay này siết vô ha. Nó để chữ Lotter đây nè ha. 15 10. Nó lọt lòng gì là 10 ha. Mình có 2 cây ha. Cặp cũng tương đương nhau đó. Rồi cái này thì cái phần này nó ố xíu thôi, lụm mãi cặp nó vậy đó. Lotter có đựng cặp, cái này đã dính dơ thôi. Bán 450 ha, chiếc khoảng 3 xếp. Cặp này nếu là nặng nha em, 2 kg mấy. Mà hàng là B2. Mà B3 bán cây cảo số 4. Xuống mình đo dít me là 13 ha. Tay cảo mình đo cũng 14. Chiều ngang gì mình đo gì nữa, khoảng 15 đi ha. Đó. Đây là của AGM. Người ta có đóng chữ AGM nè. Đó là cảo số 4. Cái miệng còn tương đối ha. Đó, nó bị lai một con bù lon này nè, lai một con này thôi, còn lại là đúng hết ha. Đó, này nó được 2 cái lỗ tăng đưa, ngoại hình cũng còn tương đối, có chỉ dao ăn đóng đây ha, đây cũng có nè, đây cũng vậy, bán 440 ngàn ha. Cái này cái đầu ban này còn lăn ngon lành ha, 440. Lên mã B4 có cây kẹp mát cũ nè, cái phần bên đây nó đồng, phần đây nó thép, bên đồng bên thép. Hai cái nút dặn này là nó bị mất rồi ha, nó dặn mất tiêu rồi nên về dặn cái con khác vô xài. Nó xài 6.3 ly nè, kiếm ống nào dặn vô rồi rút cái này ra thôi ha. Còn trong loại này kẹp nó, cái lò xo nó còn mạnh thôi. Cái này nó đồng, cái này nó sắt ha. Thấy nó cũ vậy do người ta xài nhiều nè, kẹp mát mình vẫn xài được mà. Đó, mình mở ngàm hết ra thử coi nó được nhiêu. Mình mở hết nó khoảng 3 phân ha. Nó còn lò xo nó mạnh lắm, 3 phân. Cái này của Sanjitsu nè anh em lưu ý ha, mất 2 con ốc dặn ở đây rồi, nó chỉ là miếng cao su ở đâu đây nè,
chỉ được vậy thôi ha. Đó, bán 200. Đây là B4. Mã B5. Bán cây kiềm. Kiềm này xài gì mình không có biết ha. Anh em nào biết thì mua. Đó. Cái hình nó vậy đó. Nó gì nó hở gì nó khoảng 5 ly à. Sâu vô gì nè. Khoảng 2/3. 2,3 ha. Cái này người ta xài gì mình không có rõ nha nè. Ui, thấy nó lạ lạ thì mua mình đang mình hay bán kiểu vậy. Nó về 29 ha. Đó, cũng còn đẹp lắm cái này. Cán màu đỏ đỏ vậy nè. Cái thương hiệu này là của Đức ha. Đó, anh em biết cha. 77 nè, 1054. Đó. Cái này bán 208 ha. Chỉ bấm vô vậy thôi, nó kẹp lại thôi. Chứ người ta bẻ cái gì ha, mình không rõ đâu. Bán 208, mã hàng là B5. B6. Con kỳ kiềm cót. Mình đo gì 26 năm. Cái này của Izumi á. Cũng cũ cũ, có ố vài chỗ nhẹ nhẹ ha. Chỉ có hai cái cỡ cót kiểu vậy thôi. Đó, anh em nào biết xài gì thì mua ha. Để 104 gạch 263 số 2. Đó. Bấm mạnh vô thì nó bung ra thôi. Đó ha. Còn xài ngon lành. Có ố ố xét xét nhẹ thôi ha. Nhưng mà nó cũng còn im lắm. Cán còn dày. Bán 220. Mã hàng B6. B7. Có cái kiềm. Kiềm cán nâu. Cái này cũ ha. Cái này của Fujiya nè. Mình quay nhìn em không có nhìn thấy hở sáng đâu. Nhưng mà mình để trên cái bóng đèn á, mình nhìn thấy hở sáng ha. Hở khúc trong á nè. Hở ít thôi ha. Hở ít. Có nghĩa là mình đưa lên ánh sáng mình nhìn thì mình thấy nó hở sáng ở phần trong này ha. Mình nói vậy cho anh em dễ hình dung. Trong miệng thì người ta có xài qua nè. Có khờn khờn ha. Cái này nó xài lớn á. Chiều dài mình đo nó tới 22 năm. Cán rồi nó có chạy chạy về chỗ ít thôi. Có chạy đây xíu nè. Có đống chữ ra băng ha. Đó, để mình kiếm cộng dây mình cắt thử. Cắt đứt. Cắt ngọt nè. Anh em thấy mình cắt không? Còn cắt ngon lành ha. Đó. Nó có hở sáng mà mình nhìn kỹ nó mới hở ở sát ở trong đó nè. Em bấm vô nè không nhìn thấy đâu. Ha. Mà đưa lên cái bóng đèn ánh sáng là nhìn thấy ha. Ở sát trong. Nên nào nghe mình mô tả ha, thì hãy mua. Đó. Phần này thì nó có ở trong nó có găng này với lại bấm cốt nè. Cái này bán 230 ha. 230, mã hàng là B7. B8. Bán hai cây kìm. Có hai cây nè. Cái này cái kìm cắt với kìm nhọn. Kìm cắt này gì? Nó cà bung bung hoài vậy đó. Mình đo 13 năm ha. Có hai cây. Cái này của Ba Biết. Cũng cũ cũ nè. Kìm cắt. Đó. Cắt ngay cái lỗ này dĩ nhiên là nó sẽ không đứt ha. Cái lỗ này người ta để dành tuốt cái gì ha. Cái lỗ này lỗ nhỏ xíu nè. Cái đó là cây kìm của nó vậy anh em. Đó ha. Đó. Lưỡi còn cũng im. Cũng hơi cũng cũ xíu. Có đống chữ da băng nè. Cán rồi anh em về vệ sinh lại là đẹp thôi. Một cây. Cái này cũng của Ba Biết nữa. Mà kìm nhọn mà cái mũi cong cong vậy nè. Cũng hơi cũ cũ ha. Mình được hai cây này vậy đó. 16. Mình có hai cây. Hai cây Ba Biết. Mã hàng B8. Bán 170 ha. B9. Bán hai cái này
nhỏ nhỏ nè. Cây cần 1/4 của ton, gạt đảo chiều, ngoại hình cũng cũng còn được, không có đẹp lắm. Có ố ố về chỗ nhẹ thôi, không đến đến nổi đâu. Đó là hơn 11 xíu ha. Nó là 1/4 của ton ha. Duyên cây kìm mẫu quả nhỏ xíu. Mở, mình mở sát tay vậy là 8 ly ha. Đó. Chiều dài cái này nó cũng nhỏ nữa. Nhỏ xíu à, mình đo nó khoảng 13 năm ha, nhỏ lắm. Có hai cây nhỏ nhỏ gom bán luôn ha. Đó, hai cây. Bán 140 ha. 140.000 mấy hàng là B9. B10. Mấy cái kìm mẫu quả được. Cái này cũng size nhỏ nè. Đo về 27 ha. Hơn 27 xíu. Cái này của Mỹ đó, nó là Robo Whip, nó có số mà mở đây ha. Mấy răng miệng nó vậy đó. Nó cũng cũ rồi. Nhà mở mình đo gì nó khoảng 2,7 cm. Nó có chữ Robo Whip mà mở đây ha. Nên nó có để USA đó. Cái này bán 280. Mấy hàng là B10. B11. Con cây kìm mẫu quả này, cái này cái kìm mẫu quả size lớn đó. Nó nói vậy đó nè. Nó cũng không có được đẹp mà nó cũng không có tệ. Nói gì là 40 á. Cán thì cũng có cũ cũ chày chày ha. Phần này nó dài tới đây nè, nhưng mà do nó gắt đó, mình lấy cái da mình lạng đây cho nó đẹp lại xíu thôi. Nó đúng là nó phải dài tới đây nè, chỗ này ha. Thằng bãi mà nhiều khi nó vậy anh em, mấy cái này cũng lâu lâu mới gặp chứ không phải là có ha. Mình đo nhà mở gì 7 phân á, sát ra gì nè anh em, bấm 7 phân. Đấy là Canibet 0901 400 ha. Đó, nên là biết tra thông tin thì tra ha. Nên là có đóng chữ gen money ở đây. Xài mấy cái găng gì nè, mình bấm vô gì mình kéo lên, bấm tới đâu mình buông tới đó thôi. Đó ha. Đây chỉ bấm vô thôi, bấm vô nó nhả. Thì khi mình trong góc hẹp anh em mình bấm gì là mình nhả được rồi đó ha. Đó, nó chỉ là như vậy thôi. Phần cán thì nó cũng có chày chụa ha. Đó, nhưng miệng thì còn cũng tương đối nè đó ha. Mấy cái này thì nó dính dơ mà nhìn chung thì người ta có sử dụng qua đó ha. Đó, xác hết là gì, miệng nó vậy ha. Canibet nó dài ườn vậy đó. Mấy hàng B11 bán 900 ha, chuyển khoản mình bao ship 900.000. B12 bán cây kìm mỏ chim nè. Mỏ này để người ta mở ốc hư ốc gãy gì đó. Này thì nó có lò xo nó nhả gì nè. Ngàm đo gì nè. 4 phân ha, bấm sát tay. Cái này của Lotter. Đó, nó chỉ vậy thôi. Cái đầu này giống như vít trừ, ngoại hình. Ngoại hình cũng còn được.
cái miệng này ha, ta thiết kế kiểu nó vậy. Có lò xo bún bán 150, mã hàng B12, B13, bán cây cái kìm, có cái kìm nè anh em, kìm đen. Cái này mình trước đây có bán rồi, cái này hình như nó của Anh, của Mỹ gì, nhưng mà cái này hiện tại thì chữ nghĩa nó mờ nè, khó nhìn ha. Mình đo gì 16, nhưng mà có bán mấy cái này rồi mình biết nè. Anh em thấy chữ đây không, nó mờ đó ha, nó mờ, người ta xài lâu rồi, cái này kiểu lâu rồi. Nó thì ăn nó vậy nè, nhà mở hết vậy thì nó được khoảng 1,5 phân thôi, nó thẳng băng vậy đó, 1,5 phân từ trong ra ngoài, ở giữa nó có cái rãnh nè ha. Đó, đang nguyện kiểu vậy ha, nó nhuyễn lắm, nó đen thui vậy ha, chữ nghĩa mờ mờ ảo ảo. Cái lúc này nó cũng có khờ khờ nữa ha, lấy vải về nó vậy đó anh em. Để mình kiếm cái gì mình cắt thử, cái này để người ta cắt cái gì ha, lưỡi 40 cắt kẽm gì đó ha. Cái lưỡi này cũng còn nguyên, mình cắt thì nó có cái dấu trắng đó nè, chỗ này ha, đó cái kìm đen bán 350 ha, mã hàng là B13, bán 350. B14 bán cây cây vít đen, cái này là cây vít đen, nó trong này nó có mũi, nó có chữ nghĩa vậy đó, thương hiệu của nó Daikin, tay làm tay dán vậy thôi ha. Nó có mũi gì nè, trong này có cái mũi này để gắn mấy cái khẩu vô đó. Còn lại hai cái mũi trừ, hai cái mũi cộng ha, với một cái mũi nhọn. Trong đây nó có mấy cái khẩu nữa, cái khẩu từ số 5 đến số 9 gì đó mình cũng không nhớ nữa. Để mình mở này ra mới được. Có mấy cái khẩu lục cục lù hòn nhỏ nhỏ vậy đó, còn trong đây nữa. Rồi hết rồi, cái là số 9 ha, số 9 đây là số 7 nè, đây là số 8 ha, 789, đây là số 6, cái này 5.5, sao tới hai cái số 6, số 5 anh em, số 5 5.5 với lại số 6 hả, 5 5.5 là 6 với lại số 9 thôi, không có số 10. Đó. Thì cái này nó vậy đó anh em, cái này trước đây như mình cũng có bán rồi. Để mình gắn cái này vô nữa coi. Đó, cái này người ta làm gì để gắn mấy cái khẩu này vô được nè. Nè ha. Đó, ha. Cái khẩu này vô nó có cái khớp, cái là mình mở cái gì mình mở. Nó vậy đó nè. Ha. Đây nó có viên bi. Rồi mình bỏ cái này vô lại ha, để một hồi nó dâng mất tiêu. Anh em lưu ý mà bỏ cái này vô nó có nè. Cái rãnh của người ta ha. Cái này nó mình mua mấy cây trước nó ưa bể chỗ này lắm mà.
mình sơ ý mình để gì là nó cấn bể á. Để ngay như vậy nè, xài anh em là kỹ tính á, hả mua ha, ấu vậy nó bể với nó uổng. Đó, mình để con bự sau cùng mình mới gắn cái này vô được, để con bự ở trong là nó gắn vô nó dướng ha. Rồi mình bỏ mấy cái mũi này vô thôi. Đó, giống như mấy cái mũi nãy giờ mình giới thiệu anh em, thì mua sẽ để dành chơi thôi, có gì xài ha. Đó, này thì nó dạng đảo chiều đó nè, em dạng đảo chiều được nè, nó ha, cái giữa thì nó cứng, nó kiểu vậy thôi. Rồi cây này bán 180 ha, nó hàng là B14, B15, bán cây búa, có một cây búa nè, cây búa của KTC cũ cũ, ha, nó cũ nè. Mấy cây KTC thì mới nó cũng mắc tiền lắm, mình đo về khoảng 31 năm ha. Mặt đóng mình đo 3 phân, mình đo xuống về nó khoảng 10 ha. Phần này nó thép, nên nó có chữ KTC ở đây nè, nó cũ cũ rồi ha, nó mặt đóng nó vậy. Ở đây nó có để chữ ra băng ở đây ha, trên cán này, cán nó cũng cũ cũ ha, khi giá trị nó cũng thấp nè, nó thấy vậy chứ cái này xài nó không sợ xúc, không sợ gãy, người ta niêm cứ ngắt ở đây, bán 150 ha, nó hay là B15, B16, bán hay cờ lê nè, có hai cây. Cây số 24, 27, một cây số 32, cây bạc đầu này 32, đầu này 36, 24, 27 của Edco. Cây này cây dài mình đo gì nó khoảng 32, cái ngắn mình đo nó khoảng 26 năm ha. Rồi mình quay từ cây trước, cái này đầu này 27, đầu này 24 có chóc xi á. Có chóc xi nhẹ nhẹ. Cái này 32. Cái này 36 ha. Cái này chỗ này thì đã có giống như ta lấy cái mũi khoan, thôi khoan nó vô xíu. Đó, có được hai cây nè. Bán 350. Mã hàng là B16, hai cây này nha anh em, bán 350. B17. Bán một cây cờ lê, có một cây. Mình nói như 24, cây cờ lê số 19. Đó, có đúng chữ gia băng nè. Này kiểu mở nhanh đó nè, con cây ha, mở hàng là B17, bán 130. B18 có con cây cờ lê số 17, đo gì 205. Cái này để Asahi tuôn để vậy ha, đầu này đầu dòng, đầu nữa cái đầu miệng, cái này mình mở ra gì nè ha, mình dẫn vô thì mình quay cái chiều này lại thôi. Đó, bán 150 ha. Kiểu nó vậy. Lên mã B19, mình bán cây cần lực. Cần lực này còn đẹp ha,
Để bãi thì nó có chì chì cắn cắn thôi chứ nó đẹp lắm. Nó nghị lực của nó là 450 kg F cm ha. Ngoại hình nó đẹp hơn mấy cây trước đây mình bán. Mình đang về 24 năm ha. Nó xài 3 phần 8 á. Đầu này 3 phần 8 ha. Đó, anh nhìn thấy không? Để mình thử cái lực của nó. Em nghe, nghe nó nổ không? Thì mình dặn lên. Dặn lên là nó hơi cứng tay. Nó ha, phải dặn. Phải bấm hai tay nó mới lên mới ăn á, rồi nó không ăn á. Nó không nổi á. Cái này mình dặn lên, lên nữa là cái lực cũng nặng lên từ từ. Để mình coi cái số lớn nhất là nhiêu. Số lớn nhất là 450 đó. Anh em mình thấy không? 414 50 đó. Đấy. Nó ngoại hình nó vậy ha. Ok, cần lực của Tony Chi nè. Xài đầu 3 phần 8 ha. Bán 408. Này cái này cái số của nó vậy đó ha. 408. Cái này mình gạt đảo chiều ha. Còn cũng mới 408 mã hàng B19 chuyển khoản mình bao ship ha. B20. Bán cây này. Cái này tràn quạt gì nè. Cái này do mình rửa dầu á nên nó tuột ra, anh em về gia cố lại bên đây cũng vậy. Tuột ra thôi. Dư dầu nó tuột ra. Tình hình thì nó cũng cũ. Cái này nhiều khi anh em biết không, đi bãi mua chứ không biết mua gì, mua mà đăng cho có món với anh em ta ha. Nên nó xài nè, cái đầu mà kiểu mà dây điện dẹp anh em mà ba lỗi á ha. Nhiều khi cũng ta cũng ít xài nè ha. Đó, mô hình nó cũng cũ cũ rồi. Cái này của Densan nó để nè. Đó ha, mấy chữ này thì nó bị ố xét chỗ này ha. Đó, nó vậy đó. Ha. Đó. Cái này cái cán tràn quạt gì nè. Đó, dài gì khoảng 19 ha. Bề ngang gì khoảng 17. Đó, bên cán đen, bên cán vàng vậy đó. Bán 200 ha, cũ cũ. Em lưu ý ha, nó cũ ha. Đó, cũ ha. Bán 200. Mã hàng B20. B21. Bán cây súng xịt hơi. Đấy là HOH có đóng chữ gia băng. Cũ cũ. Ở đây nó dính mực chóc xi á. Cái đen đen này nó hơi chóc xi á ha. Đen đen chỗ này nè. Cái này cái đó là nó dính của cái miếng khác qua. Cái này bán 150 ha. Để mình thử thôi. Đó ha. Còn ok, không có gì. Bán 150, mã hàng B21. B22. Bán cái này là khớp nối á.
Mà mình gắn ra gì là anh em biết nó không xì ha. Gắn nó không xì. Đó, ha. Khớp nối này nó cũng còn ok, nó không có xì. Cái này nó quay quay được anh em. Nó quay cái chiều nào cũng được chứ. Người ta làm sao cũng hay á ha. Đó. Đầu nối này thì nó không có tự động, mình phải kéo gì ra gì nữa anh em. Nhưng mà cái này nó cũng xịn đó. Có đốm chữ da văn đó ha. Cái đuôi chua này cũng còn đẹp nữa. Cục này bán 220 ha. Nó là B22. B23 bán cây này. Súng phun sơn. Tới Rider 61 nó dính sơn nhiều lắm. Cái này anh em nào biết vệ sinh đó thì súng anh em hãy mua về làm anh em. Chứ khi mua về vệ sinh chết luôn ha. Nhiều khi mình thì đi bãi mua nó dính sơn, nhiều khi mình mua anh em. Mà nhiều khi mình bán giá anh em người ta mua được về người ta vệ sinh lại thì mình cũng mua mình bán thôi. Nhiều khi cây cũng kiếm chút đỉnh thôi. Chứ đâu có lời nhiều nên mấy cây này bãi người ta cũng đâu có bán rẻ đâu. Thì cái này tình trạng nó vậy, nó dính sơn, anh em thấy dính sơn nhiều nè. Bét đồ nó dính cứng ngắc hết trơn rồi. Cái này chắc để thử chắc nó có xì ha. Tại vì nó hiện tại nó dính sơn nhiều đó. Để mình thử mới được. Chặn vô lại đi ha. Anh em thấy trong cái ống này nó dính sơn. Như vậy anh em phải tháo ra làm cực lắm nè. Mà nhiều khi mình thấy đi bãi mua không có đồ á nè. Đồ đẹp người ta lấy hết trơn. Cái này đi bãi xài à, ít có đồ lắm. Đó ha, gắn hơi vô rồi đó. Hiện tại chắc cái này đang siết nè. Anh em nghe nó hơi nó xì ha. Nè, nghĩa là con kim chỗ này nó đang bị xì nè. Nó dính sơn là phải xì rồi ha. Cái này mình nói anh em biết ha. Đó. Cái này anh em nào có thời gian về tháo ra mới vệ sinh nó lại ha. Mình bán tình trạng nó vậy nha anh em. Nhưng mình nhìn thấy thì mấy con ốc này dặn này nó còn nhẹ tay lắm. Ừ. Cái này bữa nó dính còn đen hơn, mình lấy cái bàn chải cước mình chà nó ra được ít chỗ này thôi. Còn chỗ này nhiều khi không có làm nổi. Lên mình chà gì cũng bên trong mình cũng đâu có làm được đâu. À, bên trong nó cũng cứng ngắc. À, nên mình thấy sơn nó dính bít chịch chưa ha. Nên có thời gian thì mua về rồi vệ sinh lại ha. Cái này bán 460 ha. Nó hàng là B23. Nó là Weather 61, có đúng chữ ra băng nè. Có dấu díp nội địa luôn ha. Đó. Cái này bét như mình nó bít chịch cũng không nhìn thấy luôn. Cái này không có nhìn thấy bét bao nhiêu giờ anh em ơi ha. Không nhìn thấy đó. Bán 460 mà hàng là B23. B24. Bán cái đồng hồ so. Cái phần trên đây nó bị móp móp xíu. Cái này nhôm thôi. Đồng hồ này còn cũng được. Nó nhảy lắm. Nên em chỉnh ngay xong nè. Mà sao cái mặt này nó có nửa cái à? Nửa vòng rồi. Nói như mình bán toàn là vòng, nhưng tự nhiên cái này nó có nửa vòng rồi nên mình cũng không hiểu sao ha. Nên là thấy xài được mua. Có dấu díp nội địa đó ha. Mà nó còn rất là nhạy. Đó ha. Bán 240.000 ha. Đó là B24. B25. Bán cây cái này
nó là cây đột lỗ á, mình đo dài gì 41 ha, này cái nó đột, đột cái lỗ. Nãy mình đột thử cái lỗ nè, lỗ này mà để mình coi nó đột cái lỗ bao nhiêu ly á, 21.7 ha, 21.9 nè, mình đo gì 21.9 chắc đột ra cái lỗ 22 đó, nên nó cũng bén lắm, mình đột nhẹ tay lắm nha, để mình đột thử một cái nha, nhấn vô. Đó, nhấn vô cái là nó có một cái ổ. Nó nhấn vô là nó có nó lủng một lỗ nè. Cái này mình để hai cái miếng tôn nè. Đó. Anh em đột cái gì xài được gì xài ha. 22 đó, mình đột cái lỗ là đúng 22 luôn nè. Ha. Đó. Cây đột lỗ. Khi mình có bán cái này mấy cây anh em ta mua về người ta chế cái này kia chứ người ta không có xài cái chân này. Nó để là 0.5mm nè ha. Đó, ngoại hình còn cũng tương đối nè. Bán 350 ha. Mà hay là B25. B26. Bán cây Eto đó ha. Eto này tôi này ngàm mở là 9 á, 9 phân phân ha, cao mình đo vậy nè khoảng 14 này của Euron 3 1/2 ha, Euron N735, ngoại hình còn tương đối. Cái này mình có đăng 1.2 triệu anh em bán không chơi, cái này bán mấy cái tô đẹp gì bán 1.2 triệu là bán không chơi nè. Cái này mình giảm giá mình bán ha, cái miệng còn đẹp lắm nè. Đó, khi mình mua mình để hoài nhìn nó bật gọi, hôm nay mình giảm giá mình bán luôn. Cái này ngàm nó ở khoảng 6 phân á, 6 7 phân gì á. Mở gì 7 phân rưỡi nè. Đó. Có chữ da băng nổi. Cái phần này răng này để người ta kẹp cái ống hình tròn đó. Đây mình không có vệ sinh gì nó. Cái bãi về để nguyên vậy. Ha, trạng nó vậy nè. Cái tô bán 1.150.000 ha. Cái phần này cái này nó có xét em về vệ sinh lại. 1.150.000 mang là B26. Chỉ khoảng mình bao ship ha. B26. B27. Bán cây mỡ đá mài. Cái này đo gì? 19. Cái gì mình đo gì nó khoảng 5 phân á. Cái này cũng còn đẹp đẹp. Bán 100.000 ha. Nó của top có đúng chữ giá bán ở đây nè. Bán 100. Mã B28. Bán cây cờ lê móc. Cờ lê móc này đo về 27.5. Nói gì nè. Khoảng 6 phân rưỡi ha. Đó anh em đẩy tới đâu xài tới đó thôi. Đó ha. Nhỏ nhất thì nó như vậy. Khoảng cách này thì nó khoảng 1 phân á. Cái này còn đẹp. Có đúng chữ da băng nè. HW105A của Super. Bán 200 ha, còn đẹp. Mới là B28. B29. Cái này là cái kéo ton đó nè. Cái ton này thì cái lưỡi nó cong.
cái lưỡi nó cong thì mình cắt được cái hình cong á. Nếu mình cắt cái hình nó cong cong vậy được. Còn cong bên đây thì mình cầm cái kéo lại mình cắt, không biết phải không ha. Mình nghĩ vậy đó anh em, chứ không biết phải không ha. Cong bên đây thì mình cắt, trái thì mình cắt bên đây, đúng rồi. Mình bo nó vô ha. Nó thì kéo thẳng, mình đâu có bo được cái đường cong đâu nè. Mình nghĩ vậy thôi ha. Sai thì anh em bỏ qua nha anh em. Mình cũng không có gành về ba cái thợ thiết thợ này đâu ha. Đó, cái này nó vậy. Cái lưỡi cong đổi cái tay thì cắt qua bên cong qua bên trái, quay bên đây thì cắt cong qua bên phải. Đúng sai thì anh em thông cảm ha. Đó, mình đo gì 21. Nó có cái logo ở đây thôi nè. Tình trạng thì nó cũng còn, lưỡi thấy cũng còn được nè. Kéo tôn thì nó không có bén lắm anh em. Nó gì 6 phân ha. Nó kiểu này nó như vậy. Cán rồi còn nguyên. Bán 200, máy là B29. B30. Bán cây gút IV. Có cây gút IV nè. Cái này cũ cũ. Dài 27 ha. 27. 4 đầu gút. Thấy còn được mà nó hơi cũ thôi. Rút thử ha. Hay mình rút xuống mình dở lên nó nhẹ là nó ok nè. Đó này em nghe nó dần không, mấy cây của Lotter đó gì nó rút ngon đó. Nó ngoài hình cũng cũ vậy ha, còn rút ok nè. Bán 300 ha, 300.000. Lotter để HL 002D ha. Bán 300. Mình có một cây giống cây này là giống cái đó đó mà nó đẹp hơn. HL 002D ha. Kích thước thì giống nhau rồi. Đẹp hơn ha. Để mình lấy cây quê mình rút thử. Để rút thử cái quê cái này thì mấy cái đầu này cũng còn mới hơn. Ha. Mình kéo ra nó xúc ra vậy là nó không có dướng là ok. Ha. Đó, cái này cũng rút ok nè. Cái này thì nó đẹp hơn ha. Nếu mình bán giá nó cao hơn xíu. Đó. Máy hàng là B31. Mình bán 450 ha. 450.000. Máy hàng B31 cũng là máy hàng cuối cùng của clip hôm nay. Mình chân thành cảm ơn anh em cô chú bác đã dành thời gian xem clip của mình. Hẹn anh em cô chú bác về một cái clip sau. Bye bye.